chị Tú hướng dẫn bạn em cách rút tiền ở app Mico ha. Đầu tiên tụi em vào app Mico, sau đó tụi em bấm qua tôi, bấm qua nút tôi ha, rồi chọn trung tâm Line. Vào trung tâm Line tụi em sẽ kéo cái banner ở phía trên này, tụi em kéo qua Wallet nha. Rồi sau đó tụi em bấm vô cái banner này. Lúc đầu tụi em cần phải thiết lập cái mật khẩu an toàn này. Những lần sau đó thì chỉ cần nhập lại cái mật khẩu an toàn này là được nha. Sau đó tụi em bấm vào nút quy đổi lương. Nếu mà tụi em không muốn rút toàn bộ thì tụi em có thể nhập cái số lương là bao nhiêu ở ngay đây ha. Nhập con số ngay đây. Còn nếu như các bạn muốn rút toàn bộ thì các bạn chỉ cần bấm vô cái nút toàn bộ này. Rồi bấm xác nhận quy đổi. Bấm một lần xác nhận nữa ha. Phí thủ tục rút là 3 đô nha mọi người. Sau khi bấm vào xác nhận thì tụi em cần nhập cái mã mật khẩu an toàn một lần nữa. Sau đó tụi em chụp lại cái hình này gửi cho chị.